Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Salon ô tô HHDC Auto có địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, và em là Đức Hoàng. Ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là thời tiết ngoài Hà Nội khá là nắng nóng, nhưng mà em cũng về một cái sản phẩm nó cũng không kém phần hot, đó là một mẫu Mercedes-Benz GLC 300 sản xuất năm 2000 cuối năm 2016, đăng ký lần đầu là tháng 2 năm 2017, một chủ từ đầu biển số Hà Nội. Chiếc xe có màu ngoại thất màu trắng và nội thất là màu kem, một trong những gam màu có thể nói là hot nhất của Mercedes. Thì em Hoàng sẽ làm một clip ngắn để giới thiệu cũng như là báo giá chi tiết đến tất cả quý vị anh chị, những người đang có một cái nhu cầu là muốn tìm cho mình một mẫu xe SUV 5 chỗ gầm cao hạng sang trong khung tiền khoảng 1,6 tỷ. Thì về phần đầu xe thì các bạn có thể thấy là Mercedes GLC 300 thì là bản full cao cấp nhất, cho nên là xe cũng đã được trang bị hệ thống là bi đèn led đôi này, hỗ trợ góc chiếu sáng thông minh này, rồi là cảm biến trước đầy đủ hết này các bạn này. Đấy, xe còn rất là mới nhá. Như đánh giá của em thì chiếc xe này còn sơn zin đến 90%. Điều đặc biệt của chiếc xe này là đăng ký tháng 2 năm 2017, nhưng mà đến nay thì mới chỉ chạy được có 42.000 km thôi ạ. Đấy, 42.000 km nha các bạn nhé. Xe còn rất mới, dàn lốp thì nguyên zin này. Các bạn có thể thấy hoa lốp còn rất là dày nhé các bạn. Đấy, la răng phay, la răng AMG luôn. Đấy, là phiên bản GLC 300 cho nên là la răng thì là la răng phay. Đấy. Option thì khá là nhiều đối với phiên bản GLC 300 này. GLC 300 thì được trang bị hệ thống bóng hơi, giảm xóc hơi. Cuối 2016 thì nó sẽ có cái option là giảm xóc hơi, nâng hạ gầm được rồi ạ. Đây. Dàn lốp còn rất là mới các bạn này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái đường chỉ tay của Hoàng nhé. Đấy. Còn rất là mới luôn. Thật sự lâu lắm rồi em mới mua được một chiếc GLC 300 đời 2017 mà nó còn mới như này. Biển số một chủ từ đầu là 30E27175. Biển lũy tiến cũng rất là mới. Cũng rất là dễ nhìn đúng không ạ? Vâng, GLC 300 này. Cảm biến sau đầy đủ nhé các bạn nhé. Cốp điện rồi, xe được trang bị cốp điện rồi. Bản số Hà Nội thì hiện tại như các bạn nếu như mà nắm về thị trường thì cũng có thể biết được là thời điểm vừa rồi thì là Sài Gòn cũng đang rất là dịch bệnh, cho nên là bọn em đang đẩy mạnh vào mua những cái dòng xe biển Hà Nội. Tuy giá có thể nó hơi cao hơn một chút nhưng mà chúng ta dễ dàng mua bán và hồ sơ pháp lý sang tên được rất là nhanh. Các cái phần bậc ốp cốp này cũng đã được gia chủ họ rất là cẩn thận dán ni lông nhé. Rồi ở phiên bản GLC 300 thì các bạn có thể thấy ở phía sau này nó có cả một cái nút gọi là nút nâng hạ gầm để giúp cho những cái người mà ví dụ như chẳng hạn như chiều cao hạn chế, chúng ta có thể không phải với lên để đặt đồ. Đấy. Ở phía trong này còn rất là mới các bạn này, nguyên nỉ luôn ạ. Màu trắng, nội thất màu kem, một trong những gam màu cực kỳ hot của Mercedes. Chiếc xe thì bên em mới vệ sinh và spa lại xong cho nên là còn rất là mới. Và bản thân chiếc xe cũng nước sơn zin còn khá là mới, khá là nhiều cho nên là cũng chỉ có spa vệ sinh lại thôi. Phần ghế lái cũng vậy các bạn này. Đây, các bạn có thể thấy gần như là nó chỉ có một vài các cái vết dạn nứt chân chim do quá trình chúng ta người sử dụng đang ngồi thôi, chứ còn còn đâu tất cả mọi thứ còn của nó còn rất là mới các bạn này. Đấy. Màu kem phối cùng với cả màu nâu nhé các bạn nhé. Hệ thống loa giải trí là loa Boomaster rồi. Đấy, hai ghế chỉnh điện hai bên và có lưu ba vị trí ghế lái. Rất là đẹp và hot ạ. Thời điểm này sở hữu những chiếc Mercedes này thì giá vô cùng hợp lý. Như chiếc xe GLC 300 này hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 600 triệu đồng. Đấy. Và với chính sách hỗ trợ trả góp qua ngân hàng trong thời gian tối đa là từ 6 cho đến 7 năm và mức lãi suất chỉ có 8,5% thôi thì Hoàng nghĩ là cũng rất là hợp lý. Đây, phần ghế da, cái ghế hàng ghế sau này gần như là em cảm giác là chưa có ai ngồi vì nó còn rất là mới ạ. Dàn điều hòa đằng sau này các bạn này. Đấy. Hà Nội mấy hôm vừa rồi thì được vài trận mưa mát mẻ, nhưng mà đến ngày hôm nay thì lại rất là nắng nóng. Nắng quá. Nhưng mà em rất thích là mang những chiếc xe này ra ngoài trời để quay một cách chi tiết, thì quý vị và các bạn sẽ không bị ở không khí ở bên trong showroom hay là ánh sáng trong showroom thì nó không đủ để chúng ta có thể nhìn được hết được cái vẻ đẹp hay là cái độ mới của chiếc xe. Đấy. Ok, em Hoàng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng vào khoang ghế lái để chúng ta cùng cảm nhận về độ mới của chiếc xe này. GLC 300 2016 đăng ký 2017, mua đầm 2017. Đấy. Ok, chúng ta cùng khởi động lên nào. Đó. Chiếc xe đã chạy lướt được 41.160 km nha các bạn nhé. Km là km zin. Và em xin nhắc lại, đối với cơ chế tất cả những cái dòng xe Mercedes và BMW có mặt tại bên em thì đều có phiếu kiểm định, kiểm tra chất lượng tại chính hãng trước khi nhập đầu vào nhé. Bao gồm các tiêu chí là xe không bị đâm đụng tai nạn, không bị ngập nước thủy kích, động cơ hộp số nguyên bản, pháp lý minh bạch và số km nguyên bản theo xe. Đấy. Đây là vô lăng khâu da nguyên zin của xe này bạn này. Các bạn này, đấy. Còn rất là mới luôn ạ.
gần như nó chưa có một tí khấu hao nào của thời gian cả. Bác gia chủ trước đi cũng rất là giữ gìn. Ở phiên bản GLC 300 2016 thì nó lại chưa có hệ thống cam 360, nhưng mà cuối 2016 thì nó đã có thêm hệ thống nâng hạ gầm rồi. Đấy, rất là xịn sò. Cái này thì option là cuối 2016 model 2017 thì có thêm nâng hạ gầm này. Đúng. Giúp cho chiếc xe chạy êm ái hơn. Rồi là 5 chế độ lái này. Đấy, 5 chế độ lái rất là xịn sò luôn. GLC luôn luôn là một mẫu xe rất là hot trên thị trường các bạn đó nhá. Đấy. Rồi các cái phần vân gỗ này thì là vân gỗ thật 100%, và nó không phải là màu đen bóng, nó vân gỗ chìn, cho nên là chúng ta có thể ví dụ như là sử dụng nó một cách dễ dàng, lau chùi cũng dễ, cũng như là không để lại vân tay. Đấy, chìa khóa thông minh này các bạn này. Đấy. Điều hòa tự động hai vùng riêng biệt. Thực ra thì cái option cam 360 thì chúng ta có thể nâng cấp được. Và cái gói nâng cấp cam 360 đối với mạc GLC 300 zin thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng quãng độ đâu đó khoảng 20 triệu. Rất là hợp lý thôi. Bây giờ nó không còn quá đắt đỏ như ngày xưa nữa rồi các bạn ạ. Auto hold rồi là có phanh tay điện tử phía dưới nhé các bạn nhé. Đấy. Ngoài ra chiếc xe này còn có cả hệ thống hỗ trợ lùi chuồng tự động. Hỗ trợ lùi chuồng tự động. Nội thất cam thì thật sự là rất là phê, rất là thích đúng không các bạn? Nhìn nó rất là đẹp và nó sang. Đấy. Hệ thống cửa sổ trời, hai cửa sổ trời panorama nhé các bạn nhé. Đấy. Cửa sổ trời panorama rất là xịn sò. Ok, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng vào xem khoang động cơ của chiếc xe nhé các bạn. Wow, đây Hà Nội rất là nắng. Nhiệt độ ngoài trời thì tầm này nó đang rơi tầm khoảng quãng độ 38, 39 độ. Thỉnh thoảng có những cái cơn gió thôi, nhưng mà nó cũng khá là oi đấy. Ok, chúng ta sẽ đi từ những phần nhỏ nhất nhé các bạn nhé. Đây là ốc nắp capo này, keo chỉ mọi thứ là nguyên bản, nguyên zin theo xe. Vì chiếc xe này Hoàng cũng khẳng định luôn là đánh giá là nước sơn zin còn gần 90%, cho nên là chiếc xe còn tương đối đồng đều về nước sơn, về tông màu cho đến mọi thứ keo chỉ, sắt-xi là nguyên bản. Đấy. Bên Hoàng về thì chỉ có spa, vệ sinh, đánh bóng, dọn dẹp lại một chút thôi, nhìn cho nó thật là ngăn nắp và cũng như là nhìn trông nó thật là sáng bóng, trên tinh thần gọi là cũ người và mới ta. Đấy. Đây, các cái phần ốc xương ốc đầu xe này, mọi thứ là nguyên zin nhé các bạn nhé. Đấy, ốc xương nhôm đầu xe này, ốc phần ổ khóa này, rồi những cái phần ốc sắt xi dưới này, xương nhôm sắt xi dưới này, từ những cái phần để tháo ba đợt sốc thì gần như là chưa tháo lần nào đấy các bạn này. Đấy. Mọi thứ là nguyên zin. Phần bên này cũng vậy ạ, phần tai xe này. Em sẽ điểm nhanh qua và quay đến chi tiết những cái phần nó quan trọng, ví dụ như là phần nắp dàn cam này. Đấy, nắp dàn cam này, ốc nắp dàn cam, tất cả mọi thứ nguyên zin hết nhé các bạn nhé. Đó, rất là mới thật sự luôn. Chiếc xe còn rất là mới luôn đấy ạ. Ốc chân máy thì nó nằm ở phía dưới này, không biết là có lách qua để xem được không. Đây, đây, ốc chân máy đây ạ. Đây, đó. Nguyên zin nha các bạn nhá, chưa một vết vặn. Đây, ốc chân máy ở phần bên này, lách được không? Ôi, khó bắt nét quá. Lại nó nóng nữa. Ok. Nguyên zin hết các bạn nhé. Đây là phần sassi này, rồi là các phần ốc ở phía dưới này. Đấy. Vâng, ok. Và vừa rồi thì em Đức Hoàng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu xe GLC 300 sản xuất 2016, đăng ký 2017, model của 2017 đã có bóng hơi. Chiếc xe màu trắng, nội thất kem, biển số Hà Nội một chủ từ đầu. Chiếc xe chạy lướt được 41.000 km. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 1,6 tỷ đồng, 1,600 tỷ đồng. Có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong thời gian tối đa là từ 5 cho đến 6 năm. Đối với chất lượng sản phẩm thì bên em cấp hợp đồng bảo hành về chất lượng xe là 1 năm hoặc tương đương 10.000 km. Bao gồm các tiêu chí: xe không bị đâm đụng tai nạn, không ngập nước thủy kích, động cơ hộp số của xe nguyên bản, số km nguyên bản theo xe và hồ sơ pháp lý của xe là minh bạch. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể vui lòng liên hệ với em Đức Hoàng theo số hotline được in trên màn hình, đó là 0972099992, hoặc ấn theo dõi trực tiếp kênh YouTube của hhdc.vn để luôn luôn được cập nhật những dòng xe Đức, xe lướt và dòng xe siêu lướt chất lượng đang có mặt tại bên em. Một lần nữa, Đức Hoàng xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị, anh chị và các bạn.